Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay, thứ tư, ngày 12 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý. Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chính phủ sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện đề án số 06. Hội đồng nhân dân các huyện tổ chức kỳ họp giữa năm để bàn giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023 của địa phương. Kinh nghiệm trong giải phóng mặt bằng các dự án giao thông tại Mỹ Hào. Một số diện tích lúa mùa tại huyện Phù Cử bị hạn hán. Chiều nay, tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện giám sát 744 đảng viên và 399 tổ chức đảng, tăng 64 đảng viên và 59 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2022. Số tổ chức đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật cũng tăng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 130 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 52 đảng viên. Một số đơn vị có nhiều tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật như huyện Ân Thi, Văn Lâm, Yên Mỹ, Phù Cử, thị xã Mỹ Hào. Nội dung vi phạm tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên, việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, chính sách pháp luật của nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, tham nhũng, cố ý làm trái pháp luật. Việc giám sát thi hành kỷ luật của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp huyện đã tham luận, bổ sung, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc cần tập trung giải quyết, góp ý giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như số lượng kiểm tra nhiều nhưng kết luận vi phạm ít, có nơi kiểm tra còn hình thức, việc giám sát không sát, kết luận không rõ đúng sai. Có cấp ủy cơ sở chưa chủ động, tích cực phát hiện, đề xuất, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thiếu kiên quyết trong thực hiện nhiệm vụ. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ kiểm tra có phần hạn chế nên chất lượng giải quyết công việc có lúc hiệu quả chưa cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu thông qua phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung kiểm tra, giám sát vào các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh vi phạm tiêu cực. Để công tác kiểm tra, giám sát của chúng ta thực sự góp phần quan trọng vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng có hiệu quả. Đề nghị các ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và đồng chí sau hội nghị này tiến hành ngay việc rà soát các chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của cả năm, triển khai phù hợp với thực tế trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là xác định cho rõ đối tượng, phạm vi, lĩnh vực, nội dung các cuộc kiểm tra, đảm bảo cho nó đúng, cho nó trúng, để tránh cái trường hợp là chúng ta giảm mạnh thanh tra, giảm mạnh đi kiểm tra, đi giám sát, xong về đọc báo cáo trường thủ tuân, đọc xong mà không để lại cảm xúc gì cả, không có vấn đề gì nổi cộ, và tình hình thì rất bức xúc. Cái này là cái mà chúng ta rất là quan tâm để đảm bảo là gì, các kế hoạch để kiểm tra, giám sát phải tuân thủ theo đúng những cái định hướng của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Về công tác kiểm tra giám sát năm 2023 và tăng cường sự phối hợp các ủy, tổ chức, các cơ quan, các đơn vị có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Và đây có một cái điểm mà tôi đề nghị là kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang rồi né tránh, thiếu trách nhiệm, bao che để lọt các cái vi phạm, khuyết điểm
qua quá trình kiểm tra giám sát thiệt kỷ luật đảng, các cấp ủy đảng rồi ủy ban kiểm tra các cấp cũng tăng cường được kiểm tra giám sát, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của cấp ủy cấp dưới và ủy ban kiểm tra cấp dưới. Tại sao tôi nhấn mạnh cái số này? Chúng ta sẽ không đi làm hết được và chúng ta sẽ không làm thay cho các cơ quan tổ chức khác. Thì từ đó mỗi người có một trách nhiệm và vai trò. Thì chúng ta không thể với mãi cái chuyện và kiểm tra các cấp được. Đấy là khi thực sự cần thiết. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe quán triệt quy định số 110 ngày 6 tháng 7 năm 2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra đảng. Sáng nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các cấp các ngành đoàn thể đã tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo hướng dẫn đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tham mưu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tham mưu Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023, tiếp tục học tập, nghiên cứu tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thành công cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ. Các địa phương, cơ quan đơn vị, các ngành đoàn thể trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh. Các đại biểu đã tham luận làm rõ nguyên nhân kết quả đạt được cho công tác tuyên giáo thời gian qua, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ và đề xuất những giải pháp nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt hơn công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và ngành tuyên giáo trong tỉnh cần tập trung thực hiện, như tiếp tục chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, thiết thực hiệu quả, đánh giá đúng những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để nhân rộng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, tập hợp quần chúng, chú trọng tham mưu hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức, việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chủ động kịp thời ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội, chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền về những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Tuyên giáo là tập trung tuyên truyền cái kết luận 21 về chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đây một việc làm cùng với tác phẩm kiên trì kiên quyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta phải liên tục thực hiện. Không những nói được mà định hướng, mà nói rồi chưa nghe là nói tiếp. Để nào nói cho đến lúc mà Đảng ta thực sự là trong sạch, thực sự là vững mạnh, cán bộ của chúng ta thực sự là trong sáng. Trong sáng rồi vẫn phải nói tiếp. Vì chúng ta còn tính tới là cái chuẩn mực của cán bộ trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Trung ương thì đang hội thảo xây dựng chuẩn mực đấy. Thì đây tôi cũng đang nói về vấn đề là tiến tới chúng ta phải có cái chuẩn mực của chúng ta. Kể vào mặt lý luận thực tiễn thì đề nghị là Ban Tuyên giáo cũng lĩnh vực khoa giáo và nghiên cứu lịch sử là chúng ta phải nghiên cứu để xây dựng. Vì tới đây chúng ta phải cụ thể hóa cái chuẩn mực đạo đức. Đạo đức cách mạng thì chúng ta phải xây dựng đạo đức cách mạng thì là con người mới chúng ta, con người Hưng Yên chúng ta thế nào, cái chuẩn mực nữa thì thế nào. Thế mà tập trung triển khai cái nội dung tiêu chí về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là vấn đề không những mang tính chất nội địa phương mà vừa mang tính chất thực tiễn rất cao. Thì cũng đề nghị là Ban Tuyên giáo nó giúp cho chúng tôi, nghĩa là mảng bảo tồn và phục dựng cái giá trị văn hóa xã hội cho thế hệ trẻ và cho mọi người đến với Hưng Yên, du lịch lịch sử, du lịch văn hóa với Hưng Yên. Người ta mà mọi thứ là người ta tổng kết rồi, kinh tế có phát triển bao nhiêu thì phát triển, nhưng cái văn hóa mới là cái động lại lâu dài nhất.
Chiều nay đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. 6 tháng đầu năm 2023, ước tính sơ bộ tỷ trọng kinh tế số trên GDP đạt khoảng 14,96%. Nhiều dịch vụ công được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện với tỷ lệ cao. Hàng năm tiết kiệm cho nhà nước khoảng 2.505 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền giúp chính phủ truy thu được 485 tỷ đồng tiền thuế. Với sự quyết tâm của Bộ Công an trong tổ chức triển khai đề án 06, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 13 bộ ngành, 4 doanh nghiệp và 63 trên 63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin dân cư. Đã có 96 bộ ngành, địa phương hoàn thành kết nối và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia có chuyển biến rõ rệt. Lũy kế đến nay, cổng có hơn 7,77 triệu tài khoản, tăng hơn 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn 212 triệu hồ sơ đồng bộ. Hưng Yên hiện đứng thứ 33, tăng 2 bậc trong chuyển đổi số cấp tỉnh. Nằm trong top 14 tỉnh thành dẫn đầu thể chế và xếp thứ 15 hạng B ở cổng dịch vụ công khối tỉnh. Hội đồng nhân dân thị xã Mỹ Hào, các huyện Phù Cừ, Văn Giang, Văn Lâm và Ân Thi vừa tổ chức kỳ họp giữa năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, xem xét quyết định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự kỳ họp tại huyện Phù Cừ có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Huyện Phù Cừ hiện có 16 sản phẩm được công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP, tỷ lệ hộ đấu nối sử dụng nước sạch đạt trên 78%. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt gần 1.000 tỷ đồng. Công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường để nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Toàn huyện có 600 lao động được đào tạo nghề ngắn hạn và đào tạo việc làm mới cho gần 1.000 lao động. Trong 6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục đề ra các mục tiêu như đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm, tăng cường quản lý đất đai, đảm bảo an sinh xã hội. Sự kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của huyện đạt trên 3.000 tỷ đồng, đạt 89,47% kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện gần 456,7 tỷ đồng, đạt 32,39% kế hoạch giao. Toàn huyện có 63 công trình được đầu tư xây dựng. Huyện tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đô thị Văn Lâm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong 6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị loại 4, loại 3 và các quy hoạch được duyệt, thường xuyên đôn đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm tiến độ đưa các công trình dự án vào sử dụng và phấn đấu hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật về đất đai và môi trường. Sự kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Văn Giang có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang cùng dự. Có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 18,5%, tổng giá trị sản xuất đạt trên 18.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 4,3 nghìn tỷ đồng, vượt trên 77% dự toán. 6 tháng cuối năm, huyện Văn Giang tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, phù hợp với quá trình phát triển đô thị, tăng cường công tác quản lý đất đai. Tập trung giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đường vành đai 4 và các dự án giao thông trọng điểm, dự án đô thị trên địa bàn. Dự kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã Mỹ Hào có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào.
6 tháng đầu năm, thu ngân sách của thị xã ước đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Thị xã chú trọng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn, giải ngân vốn đầu tư công. 6 tháng cuối năm 2023, thị xã tập trung quản lý, khai thác tốt nguồn thu ngân sách, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án trọng điểm, tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. 6 tháng đầu năm, huyện Ân Thi triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên 222 tỷ đồng, đạt gần 113% kế hoạch tỉnh giao. Huyện đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung hai cụm công nghiệp và quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Nhiệm vụ thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án giao thông, dự án khu cụm công nghiệp trọng điểm, thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn huyện, đảm bảo tiến độ theo quy định. Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý giải quyết kịp thời các phát sinh vi phạm đất đai, tiếp tục tổ chức lực lượng thực hiện giải tỏa các công trình vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp, đất ở, tăng cường quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Tổ giám sát số 2 của đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, vừa tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tại trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên và Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên. Năm học 2021-2022, trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên dù được giao tuyển sinh 900 chỉ tiêu nhưng chỉ tuyển được 788 chỉ tiêu. Năm học 2022-2023, trường được giao tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu. Đến tháng 6 năm 2023, trường tuyển sinh được 1.210 chỉ tiêu. Theo khảo sát của nhà trường, trên 80% sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp. Năm 2019, trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên sáp nhập với trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên và đổi tên thành trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên. Hiện nay, trường đang thực hiện đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng và được cấp phép đào tạo 3 nghề thanh nhạc, quản lý văn hóa, hội họa trình độ trung cấp. Trường đã xây dựng kế hoạch phát triển trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo hai trường chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của cấp trên để xây dựng kế hoạch đào tạo, phương án tuyển sinh linh hoạt, phù hợp giải quyết khó khăn cho công tác tuyển sinh, đồng thời đào tạo ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội và thị trường lao động, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, kiểm soát chặt chẽ kết quả học tập của sinh viên, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, quan tâm hơn đến đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giảng dạy. Các cái doanh nghiệp, các cái công ty. Năm nay, dự án giải phóng mặt bằng mở rộng Văn Miếu Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên được giao kế hoạch vốn 28 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã giải ngân trên 24 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 87%. Dự án giải phóng mặt bằng được phê duyệt từ năm 2019, bắt đầu triển khai từ năm 2022 với tổng mức đầu tư ban đầu là trên 38 tỷ đồng. Tuy nhiên, thành phố Hưng Yên đã có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án dự kiến lên trên 62 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với 25 trên tổng số 38 hồ sơ thửa đất cần thu hồi. Hơn chục hồ sơ còn lại chưa được phê duyệt phương án đền bù do giá trị đền bù vượt tổng mức đầu tư dự án. Tính riêng trong năm 2023, dự án đã giải ngân trên 24 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 87% kế hoạch năm. Đây cũng là một cái lợi ích chung của cả thành phố, của cả tỉnh. Bản thân như gia đình tôi và các gia đình ở xung quanh đây cũng đều đã nhận tiền được. Cũng tầm 3-4 tháng rồi và bây giờ đang phải chờ dự án khu tái định cư mới. Hiện khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mở rộng Văn Miếu Xích Đằng tại phường Lam Sơn, tiếp giáp với đường Lê Thanh Nghị kéo dài, phía sau Bệnh viện Phổi Hưng Yên đã đủ điều kiện giao đất tái định cư cho các hộ gia đình. Thưa quý vị, giải phóng mặt bằng chưa bao giờ là dễ, nhưng cũng không phải quá khó nếu như phát huy tốt nội lực để lan tỏa sự đồng thuận từ chính các hộ dân. Cách làm này đã giúp cho một số địa phương trên địa bàn thị xã Mỹ Hào chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành và giao hàng chục nghìn mét vuông mặt bằng cho đơn vị thi công.
Ngay sau khi có chủ trương mở rộng tuyến đường trục trung tâm thị xã Mỹ Hào, ông Vũ Văn Lúa, tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Xá đã chủ động cùng một số thành viên thường xuyên có mặt tại nhà một số người có uy tín, có tiếng nói như người cao tuổi, hưu trí, trưởng các dòng họ, các đảng viên để tuyên truyền, nói chuyện về lợi ích, cơ hội mở mang của quê hương khi tuyến đường được mở rộng, tạo sự đồng thuận từ trong các gia đình. Nhờ đó, chỉ sau thời gian ngắn, tất cả 64 hộ với gần 2 hectare đất nông nghiệp nơi tuyến đường đi qua đều đã ký cam kết cho mượn mặt bằng để thi công. Đây là một cái cơ hội để phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế. Đến nay thì bản thân chúng tôi thì cũng chưa nhận được tiền, nhưng mà chúng tôi cũng đều ký cho đơn vị thi công mượn cái mặt bằng đó để thi công. Các đồng chí đảng viên là phải tuyên truyền, vận động cho trước hết là gia đình mình, rồi người thân của gia đình mình và toàn thể nhân dân, các ngành đoàn thể cũng đã vào cuộc động viên tuyên truyền cho nhân dân, thì mặc dù chưa được nhận tiền nhưng họ cũng đã cho mượn mặt bằng để thi công. Cùng với những biện pháp tương tự như vậy, đến nay 4 địa phương có tuyến đường đi qua là phường Nhân Hòa, Dị Sử, Phùng Chí Kiên và xã Cẩm Xá đều đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giao cho đơn vị thi công. Lấy cá nhân điển hình, đảng viên, gia đình đảng viên để tuyên truyền làm hạt nhân. Sau đó chúng tôi tổ chức hội nghị trên phường và cũng nói rõ cái trách nhiệm của từng hộ dân chung tay cùng với phường, cùng với thị xã mở rộng đường để tạo cái điều kiện để giao thương, xây dựng đô thị văn minh. Đối với các hộ chưa đồng thuận ngay thì chúng tôi một mặt là tuyên truyền ở trên tại tổ dân phố và chúng tôi lại mời tiếp xuống dưới ủy ban để tuyên truyền giải thích, và cũng có cả cán bộ của trung tâm phát triển quỹ đất về để làm cái cam kết là cái mức để đến thời gian là để giải ngân cho bà con. Trước mắt là bà con cho mượn ruộng để giải phóng mặt bằng để cho đơn vị thi công. Với hình thức cho mượn đất để thi công với tổng diện tích gần 5 hectare. Sau 5 tháng triển khai, đến nay nhà thầu đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch. Với phương châm có mặt bằng đến đâu triển khai ngay đến đó, đơn vị thi công đã tiến hành đào đắp khuôn đường và làm giải phân cách. Dự án mở rộng đường trục trung tâm có quy mô chiều rộng mặt đường là 12 mét, giải phân cách giữa rộng 8 mét. Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sẽ tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Khoảng 3 tuần trở lại đây, phần lớn diện tích trồng lúa tại cánh đồng thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử xảy ra tình trạng khô hạn, nứt nẻ. Điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ gieo cấy vụ hè thu của bà con. Đây là ruộng lúa của hộ anh Trần Duy Khoa, rộng khoảng 5 sào, là một trong những ruộng trũng tại thôn Trần Thượng. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, khoảng 70% ruộng lúa nhà anh xảy ra tình trạng thiếu nước. Tất cả khu vực này hiện nay nó đã hanh hành vàng, có những cây lác đác chết. Ruộng khô này thì nó ảnh hưởng đến cái sự tăng trưởng và phát triển cây lúa. Khi lúa trổ bông, nó đồng, nó kém, nó ngắn. Vụ mùa năm nay, thị trấn Trần Cao có trên 180 hectare diện tích gieo cấy. Không có nước vào ruộng, nguy cơ mất mùa của bà con tăng cao. Nhiều hộ đã tự thuê máy bơm dẫn nước vào ruộng nhà mình. Tuy nhiên, cũng chỉ khắc phục được một phần. Nguyên nhân mà dẫn tới không đủ nước là do cái áp ở trạm bơm điện yếu, cho nên là nó ảnh hưởng đến trong cái quá trình dòng dẫn nước. Bình thường chúng tôi bơm 2 vòi, thế nhưng mà điện yếu do nhảy áp thì chúng tôi chỉ thực hiện bơm được 1 vòi. Thế thì quá trình dòng dẫn nước thì từ đêm thứ 6 và ngày thứ 7 thì bị mất điện. Giải pháp mà để khắc phục cái tình trạng này thì chúng tôi có nhu cầu của bà con nhân dân về tưới thì chúng tôi tích cực phục vụ, và đặc biệt là để đảm bảo cái việc lượng tiêu thụ điện ấy thì chúng tôi tăng cường trong cái công tác bơm giờ thấp điểm để đảm bảo cho cái việc coi là áp hạn chế bị nhảy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thiếu điện, do trạm biến áp để vận hành máy bơm dùng chung với mạng lưới điện dân sinh. Thị trấn Trần Cao đang phối hợp với xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Phù Cử chủ động bơm nước phục vụ cho sản xuất, thực hiện nguồn nước có hiệu quả, tiết kiệm khi nắng nóng còn kéo dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này trong những chương trình thời sự sau. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.